đi lên. Tôi hát luôn có. Dạ. Dạ thưa anh Khổng Tường Phát, bây giờ em sẽ đi phóng sanh hồi hướng cho anh. Dạ mong cho 49 ngày của anh đủ phước báo để anh sanh thiên. Dạ. Thì mỗi ngày em đều phóng sanh cho anh như vậy, cứu những cái con vật sắp chết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cứu cá bóng và tôm chì ạ.